Vâng, chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với livestream của nhà sành đồ Zin. Ngày hôm nay thì sành đồ Zin xin phép được giới thiệu đến toàn thể quý anh chị những mã áo khoác gió đồng giá là 350.000 một chiếc và đã bao gồm phí ship. Quý anh chị chúng ta ưng mã nào xin vui lòng liên hệ qua Zalo số điện thoại 0337707398 để được tư vấn và hỗ trợ đặt hàng. Thời gian làm việc của nhà sành đồ Zin là từ 8 giờ sáng đến 23 giờ tối và không để quý anh chị chúng ta đợi lâu hơn nữa. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với sản phẩm đầu tiên trong buổi live ngày hôm nay. Đó là sản phẩm đầu tiên sẽ là một con áo khoác gió với cái tông màu kem như thế này, lên form dáng khá là suông, basic, đơn giản, nhẹ nhàng cho mình có thể sử dụng hàng ngày. Con này sẽ là một cái tông màu rất là trẻ trung cho mình. Mã sẽ là mã A963, chiều dài là 76 và ngang là 58. Quý anh chị chúng ta khoảng 65-70kg thì có thể lựa chọn em này. Một form dáng rất là ok, quý anh chị chúng ta có thể sử dụng hàng ngày. Chất liệu sẽ là cái chất liệu gió rất là dày dặn. Đây quý anh chị có thể thấy nó sẽ là cái chất liệu gió chắn, gió chống bụi rất là tốt như này. Con này sẽ là một sản phẩm của Ali Green. Đó, tem mác nói chung còn đầy đủ cho mình. Màu sắc sẽ là một cái màu quý anh chị chúng ta rất dễ mặc, dễ dùng, dễ phối đồ với sản phẩm này. Mã sẽ là mã A963. Quý anh chị chúng ta yêu thích mã này thì có thể là liên hệ đặt hàng. Tiếp theo là chúng ta sẽ có một con áo khoác gió màu chủ đạo, nó sẽ là cái màu xanh than như này, phối cổ màu xanh nhạt, nói chung là phong dáng các thứ cũng rất là đẹp. Một sản phẩm của nhà Descente, đó, tem mác các thứ vẫn đầy đủ cho mình. Mã sẽ là A964, chiều dài là 66 và ngang là 56, size M. Quý anh chị chúng ta khoảng xung quanh 65kg thì có thể lựa chọn em này. Sản phẩm này sẽ là một sản phẩm mà cái chất liệu của nó rất là tốt, chất liệu gió rất là dày dặn và chắn gió, chống bụi, giữ ẩm rất là tốt cho mình luôn. Có thể cho quý chị chúng ta xem bên trong này, nó sẽ là một lớp vải lót rất là mềm mịn. Mã sẽ là A964. Ở phần lai áo thì được bo chun rất là gọn gàng như này, tay áo cũng bo chun còn rất là mới luôn. Đó, quý chị có thể thấy toàn bộ form dáng này, đằng sau cũng là một cái thiết kế khá là suông thôi, rất là dễ mặc, dễ dùng. Mã là A964. Lựa sản phẩm tiếp theo của chúng ta sẽ là một con gió. Con này sẽ là một sản phẩm của Puma. Chất liệu gió rất là mềm mịn, nhẹ nhàng cho mình. Bên trong thì có thêm một lớp lót nỉ nên là quý chị chúng ta yên tâm là giữ ấm cũng rất là tốt. Bên ngược áo thì chúng ta có một cái logo của Puma này. Mã sẽ là A965, chiều dài là 64 và ngang là 51. Quý chị chúng ta khoảng xung quanh 60kg thì có thể lựa em này. Màu sắc này sẽ là một cái màu quý chị chúng ta có thể phối đồ rất là ok luôn, phối với tất cả các sản phẩm trang phục phụ kiện khác đều rất là được. Mã sẽ là mã A965, một sản phẩm chính hãng của Puma. Quý chị chúng ta yêu thích sản phẩm này thì có thể là liên hệ để đặt hàng. Tiếp theo là chúng ta sẽ có một con, nó cũng là cái tông màu xanh đen, nó sẽ là một cái xanh đen như này, cũng là một sản phẩm của Descente này. Bên trên ngực áo chúng ta có cái logo thương hiệu. Mã sẽ là A966, chiều dài là 68, ngang là 55 và vai sẽ là 45cm. Con này nó bị mất cái tag đó, bác nào đã bác cắt mất cái tag rồi. Sản phẩm này sẽ là một con gió chất liệu một lớp, yên tâm là vẫn chắn gió chống bụi rất là tốt luôn. Mã là A966, form dáng vuông rất là dễ mặc dễ dùng, đó, rất là đẹp. Mã là A966. Sản phẩm tiếp theo sẽ là một con áo khoác gió của nhà Brocade. Chúng ta có tem mác đầy đủ này. Lót bên trong sẽ là cái lót nỉ nên là quý chị chúng ta yên tâm, con này mặc rất là ấm luôn, sẽ là một cái sự lựa chọn rất là ok trong mùa thu đông năm nay. Ở bên trên đầu áo thì có cái phần thêu tên của thương hiệu này, phối màu các thứ thì cũng rất là đơn giản nhẹ nhàng cho quý chị có thể lựa chọn em này. Phối đồ của các sản phẩm khác cũng rất là ok. Mã sẽ là A967, chiều dài là 69, ngang là 56, size M. Quý chị chúng ta khoảng xung quanh 65kg thì có thể lựa chọn em này. Đó, màu sắc tương đối là đơn giản nhẹ nhàng, trung tính thôi, quý chị chúng ta rất là dễ phối đồ. Mã là A967. Sản phẩm tiếp theo lại là một con màu xanh than. Con này sẽ là một sản phẩm của Dunlop. Tem mác các thứ là vẫn đầy đủ cho mình. Bên trên ngực áo cũng có một cái tem của thương hiệu luôn. Màu sắc bên này sẽ là có cái họa tiết hình quả chám, nó in chìm ở dưới như này. Nói chung là thiết kế cũng rất là đẹp, khá là độc lạ. Mã sẽ là A968, chiều dài là 69, ngang là 60 và vai là 51. Quý anh chị chúng ta khoảng 65-70kg thì có thể lựa chọn em này. Chất liệu gió rất là dày dặn và mềm mịn nên là quý anh chị chúng ta yên tâm là mặc rất là thoải mái, dễ chịu. Mã là A968, đằng sau sẽ là thiết kế trơn như này, rất là dễ mặc, dễ dùng. Đó. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có một con màu đen, con này sẽ là một con của Babolat.
form dáng chung khá là thể thao. Chất liệu sẽ là cái chất liệu một lớp khá là mỏng nhẹ thôi. Mã là A969, chiều dài là 62 và ngang là 52. Quý anh chị chúng ta khoảng xung quanh 60kg thì có thể lựa chọn em này. Màu đen đơn giản nhẹ nhàng, thiết kế form dáng khá là thể thao năng động cho mình. Mã là A969, một sản phẩm của Babolat. Tiếp theo là chúng ta sẽ có một con màu xanh thang. Con này sẽ là một thiết kế đến từ thương hiệu Wilson. Cũng là một cái màu sắc tương đối là dễ mặc, dễ dùng cho mình. Mã là A970, chiều dài là 67, ngang là 56, vai là 50. Ở bên trên ngực áo thì chúng ta có một cái tag, một cái tag của thương hiệu này. Đó nói chung là hình thêu nên là quý chị chúng ta yên tâm về độ bền của nó. Chất liệu cũng là cái chất liệu gió rất là mềm mịn, hai lớp cho mình, bên trong có một cái lớp lót rất là mềm luôn, nên là quý chị chúng ta yên tâm mặc rất là thoải mái. Mã là A970. Con này của chúng ta sẽ bị lỗi một chút là nó sẽ hơi có một cái vết mặt này. Nói chung là một cái lỗi rất là nhỏ thôi và nó khá là khó để có thể nhìn thấy. Đó, quý chị có thể thấy một cái chấm đen nho nhỏ ở phần gần túi áo như này. Ngoài ra thì không có vấn đề gì cả. Quý chị chúng ta bỏ qua được lỗi đó thì có thể lựa cho em này. Mã là A970. Đưa sản phẩm tiếp theo sẽ là một con gió đen này. Con gió đen trơn như này thôi, nói chung là form dáng thiết kế rất là dễ mặc. Mã sẽ là A971, chiều dài là 61, ngang là 53 và vai là 47. Form khá là nhỏ, quý chị chúng ta khoảng xung quanh 60kg thì có thể lựa chọn này. Con này sẽ là một cái thiết kế có mũ đằng sau rất là rộng rãi, quý chị có thể sử dụng khi mà chúng ta chạy xe ngoài đường để giữ ấm cái phần tai, phần đầu của mình. Mã sẽ là A971 này, form dáng rất là đơn giản, dễ mặc, dễ dùng. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có một con màu xanh than. Con này sẽ là một cái thiết kế kiểu bomber như này. Đó cũng là cái chất liệu gió. Con này sẽ là một lớp thôi nhưng mà quý chị cũng đã yên tâm là cái độ chắn gió chống bụi kem nó rất là tốt. Mã sẽ là A972, chiều dài là 72, ngang là 59 và size sẽ là size L. Quý chị chúng ta khoảng 65-70kg, xung quanh 70kg mà con này sẽ là đẹp nhất. Đó, cái cổ người ta làm rất là đẹp luôn. Chất liệu thì yên tâm là chất liệu gió rất là mềm mịn mà rất là thoải mái, dễ chịu cho mình. Và giặt máy giặt thoải mái, không lo nhăn, không sợ bay, sợ dù luôn. Mã là A972, cho quý chị chúng ta có thể thon toàn bộ phong dáng này. Đằng sau thì chúng ta sẽ có một cái hình in như này. Nói chung là hình in thì nó chỉ còn khoảng 8/10 thôi. Đó, hình in thì không được nét cho lắm đâu. Mã là A972. Sản phẩm tiếp theo sẽ là một con khoác màu xám như này. Con này sẽ có mã là A973, chiều dài là 59, ngang là 51 và vai là 44. Con này sẽ là một cái form cũng là kiểu thiết kế cổ bomber như này. Có một cái vết lỗi nho nhỏ, đây chúng ta có một cái vết ố nho nhỏ ở mặt đằng sau này. Đó, quý anh chị có thể thấy, nói chung là cũng là một cái lỗi nho nhỏ thôi. Quý anh chị chúng ta bỏ qua được thì vẫn có thể lựa chọn em này. Form dáng của em này sẽ là một cái form rất là đẹp. Form này thì quý anh chị chúng ta có thể là phối hợp với các trang phục phụ kiện khác rất là đơn giản dễ dàng. Màu sắc thì là một cái màu trung tính lên, form dáng rất là trẻ trung luôn. Thiết kế túi đầy đủ cho mình này, khóa là khóa đồng kim loại, quý anh chị chúng ta yên tâm về cái độ bền của em nó. Mã sẽ là A973. Quý anh chị chúng ta yêu thích sản phẩm này thì có thể là lựa chọn đặt hàng em này. Lai áo bo chung rất là cẩn thận. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có một con gió đen. Con này sẽ là một cái thiết kế áo khá là hay, nó sẽ là không có khóa. Đó, con này sẽ kiểu mặc kiểu chui đầu. Chất liệu của nó sẽ là cái chất liệu gió hai lớp này, bên trong sẽ có thêm một cái lớp lưới như này, đảm bảo con này sẽ là một con chắn gió chống bụi rất là tốt. Một sản phẩm của nhà Step Group. Mã là A974, chiều dài là 66 và ngang là 58. Quý anh chị chúng ta khoảng xung quanh 65kg thì có thể lựa chọn em này. Form dáng khá là đơn giản, dễ mặc, dễ dùng. Lên form dáng trông khá là thể thao cho mình. Đó, một cái màu đen trơn thôi, đằng sau thiết kế nói chung cũng rất là tỉ mỉ, cẩn thận cho mình. Mã là A974. Tiếp theo chúng ta sẽ có một con khoác. Con này sẽ là một cái thiết kế kiểu áo sơ mi như này, nhưng mà nó sẽ là có khóa như này, quý chị chúng ta có thể sử dụng như một con áo khoác. Con này sẽ là một sản phẩm của nhà Feel Comfort. Mã sẽ là A975, chiều dài là 65, ngang là 54 và vai là 44. Màu sắc thì trẻ trung. Nói chung cái màu này sẽ là một cái màu khá là dễ mặc thôi, tương đối là nổi bật cho mình. Mã là A975. Quý chị chúng ta yêu thích cái sản phẩm này thì có thể lựa chọn. Đó, nó sẽ là kiểu kéo khóa như này, chất liệu của nó sẽ là cái chất liệu vải. Nói chung cũng khá là ok. Quý chị chúng ta thích những cái kiểu form dáng trẻ trung như này thì có thể lựa chọn này. Ai bên biểu cáo sẽ là có thiết kế túi cho mình. Đó, form dáng
rất là dễ mặc thôi. Tiếp theo này chúng ta sẽ có một con gió màu xanh nha. Con này cũng là một cái thiết kế gió hai lớp, bên trong có thêm một lớp lót bằng lưới này. Nói chung là chắn gió chống bụi rất là ok. Mã là A976, chiều dài là 68, ngang là 55. Nguyên chị chúng ta khoảng xung quanh 65kg thì có thể lựa chọn em này. Con này sẽ là một cái kiểu phối xanh than và trắng rất là trẻ trung cho mình. Ở phối đồ các sản phẩm khác cũng rất là ok luôn. Một sản phẩm của ADK. Đó, bên trên ngực áo chúng ta có cái phần in tên của thương hiệu. Mã là A976, form đá suông rất là dễ mặc, dễ dùng. Tiếp theo là chúng ta sẽ có một con màu đỏ, một con áo khoác gió màu đỏ. Con này sẽ là một sản phẩm của nhà Hit. Ở bên trên này thì chúng ta có một cái tem của thương hiệu này. Ngực áo cũng được theo cái tên của thương hiệu luôn. Mã là A977, chiều dài là 69 này, ngang là 58 và vai là 50. Quý chị chúng ta khoảng 65-70kg thì có thể lựa chọn em này, mặc rất là ok. Màu sắc thì tươi sáng trẻ trung cho mình. Quý chị chúng ta muốn đặt hàng thì vui lòng liên hệ qua Zalo, số điện thoại là 0337 707 398 để được tư vấn và hỗ trợ đặt hàng. Và cái thời gian làm việc của nhà sành Luxy sẽ là từ 8 giờ sáng đến 23 giờ tối. Rồi sản phẩm tiếp theo sẽ là một con áo khoác áo gió rất là đẹp. Con này sẽ là một con của Boss Coffee. Chất liệu này sẽ là cái chất liệu mà quý chị có thể chống cả nước luôn. Đó, chắn gió chống bụi rất là tốt và nó có thể chống cả nước luôn. Thế quý chị có thể thấy cận chất này nó rất là đẹp. Mã sẽ là mã A978, chiều dài là 67, ngang là 57 và vai là 50. Đó, con này sẽ là một con gió lê form dáng rất là nhẹ nhàng, form dáng suông dễ mặc dễ dùng. Và cái màu này cũng là một cái màu rất là dễ phối thôi, nên là quý chị chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm. Mã sẽ là A978, form dáng suông rất là dễ mặc. Đằng sau thì hình in rất là nét luôn, hình in của em này còn rất là mới nên là quý chị chúng ta yên tâm. Và sản phẩm này cũng là một cái sản phẩm còn rất là mới, đó, độ mới của nó khoảng 96-97%, cực kỳ ok. Tiếp theo là chúng ta sẽ có một con gió, cũng lại là một con của Boss Coffee. Đó, nói chung là cũng rất là đẹp. Con này thì sẽ là một cái thiết kế có mũ đằng sau như này, đó, mũ khá là rộng rãi, hình in đằng sau cũng còn cực nét. Đó, mã sẽ là mã A979, chiều dài là 67, ngang là 56 và vai là 48. Phía trên ngực áo thì chúng ta có một cái phần in logo của thương hiệu, nói chung còn rất là ok. Mã A979, quý chị chúng ta yêu thích sản phẩm này có thể liên hệ đặt hàng. Màu sắc này cũng là một cái màu lên khá là trẻ trung và rất dễ mặc, dễ dùng, dễ phối đồ cho mình. Rồi sản phẩm tiếp theo của chúng ta sẽ là một con áo khoác bông rêu. Con này sẽ là cái chất liệu kaki rất là dày dặn. Mã là A980, chiều dài sẽ là 66 và sau là 69 này, ngang là 57 và vai là 47. Mã A980, con này của chúng ta hơi lỗi một chút. Đó, cái phần dưới tay áo nó sẽ hơi bị sứt chỉ một chút. Quý chị chúng ta ok, vẫn lựa chọn em này thì có thể là về sửa lại cái phần này là con áo nó cũng ngon ngay. Đó, nói chung nó sẽ hơi bị sứt một chút thôi, sửa cũng được mà không sửa vẫn có thể dùng được luôn. Thiết kế là hai bên có cái túi vuông như này, nói chung con áo trông khá là năng động trẻ trung như mình. Đó, màu sắc cũng là một cái màu rất là dễ mặc dễ dùng, chất liệu thì là cái chất liệu kaki rất là dày dặn luôn, quý chị có thể là hoàn toàn yên tâm. Mã là A980, ngoại trừ cái phần lỗi ở phần dưới tay áo ra thì con này cũng khá là ok, cũng là một sản phẩm rất là đẹp trong buổi ra ngày hôm nay. Mã là A980. Rồi sản phẩm tiếp theo chúng ta sẽ là một con cũng lại là một cái màu kiểu xanh tím như này. Đó, màu sắc cũng khá là đẹp mắt. Mã sẽ là A981, chiều dài là 63, này ngang là 62 và vai là 46. Một con của nhà brand Monarch. Bên trên ngực áo thì chúng ta có một cái logo của thương hiệu, đó logo cực kỳ đẹp luôn, quý chị có thể thấy được cái độ xịn sò của nó này. Ở bên trong nói chung cũng là một cái chất liệu khá là mềm mịn, quý chị chúng ta mặc sẽ rất là thoải mái dễ chịu, đặc biệt là khi mà cái thời tiết nó se lạnh thì quý chị chúng ta rất là nên có cho mình một cái sản phẩm áo khoác gió với cái chất liệu mỏng nhẹ như này, mặc vừa thoải mái mà có thể chắn gió chống bụi rất là tốt luôn. Mã là A981 này, quý chị chúng ta yêu thích sản phẩm này có thể là lựa chọn đặt hàng. Ở đường lai áo và tay áo thì đều được bo chu cũng rất là cẩn thận cho mình luôn, đó, co giãn còn rất là tốt. Rồi sản phẩm tiếp theo chúng ta sẽ làm cái con áo khoác gió của Lotto này, đó, tem mát các thứ vẫn đầy đủ cho mình. Mã là A982, chiều dài là 76 này, ngang là 69 và vai là 55. Quý chị chúng ta khoảng xung quanh 70kg thì có thể lựa chọn này. Con này sẽ là một cái thiết kế có mũ này, giấu mũ đằng sau. Quý chị chúng ta cần sử dụng mũ thì có thể là bật cái cúc này lên và có thể lấy mũ bên trong ra sử dụng được, còn không thì mình để như này cũng rất là gọn gàng. Đó, thiết kế áo phối các thứ cũng rất là đẹp. Mã là A982 cùng sản phẩm của Lotto này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có một con áo khoác màu sắc tươi, khá là tươi sáng và cái thiết kế của nó cũng rất là đẹp. Đó, con này cực kỳ hay luôn. Mặt đằng sau này sẽ là một cái
họa tiết rất là xinh như này. Đó, họa tiết mặt trời nói chung cũng rất là đẹp. Ngã rất là A983, chiều dài là 60 này, ngang là 53. Con này thì quý chị chúng ta khoảng xung quanh 60kg thì có thể lựa cho em này. Màu sắc khá là trẻ trung, năng động cho mình. Cái hình in đằng sau cực kỳ đẹp luôn. Cái hình này nó không phải hình in mà là nó... Đây, quý chị có thể thấy cận chất này, nói chung nó không phải là hình in nên là quý chị chúng ta yên tâm về cái độ bền. Nó sẽ là kiểu thêu lên áo như này, rất là ok luôn. Mã là A983, thiết kế rất là đẹp mắt. Phần lai áo và tay áo cũng bao trùm rất là cẩn thận cho mình rồi. Mã A983 này. Và phần tiếp theo chúng ta sẽ làm một con hoa là bomber. Con này sẽ làm một cái thiết kế màu xanh than như này, nói chung cũng rất là trẻ trung, dễ mặc dễ dùng thôi. Mã là A984, chiều dài là 62 này, ngang là 52 và vai là 41. Size M quý chị chúng ta xung quanh 60 đến 65kg thì có thể lựa cho em này. Phong dáng rất là gọn gàng, đảm bảo mặc cũng rất là thoải mái. Quá các thứ vẫn còn rất là trơn tru cho mình. Bên trên này thì chúng ta có một cái phần thêu tên của thương hiệu rất là đẹp luôn. Mã sẽ là A984. Tiếp theo này chúng ta sẽ có một con khoác gió màu tím. Con này cũng là một con khá là hay. Đó, màu sắc phối các thứ cũng khá là lạ. Bác nào thích cái sự độc lạ thì có thể là lựa chọn em này. Con dáng cũng là cái con khá là gọn gàng, dễ mặc thôi. Lai áo cũng như là tay áo thì đều được bo chun rất là cẩn thận. Và chun còn co giãn rất là tốt như này. Mã sẽ là A985, chiều dài là 65, này ngang là 61 và vai là 55. Size L quý chị chúng ta xung quanh 65kg thì có thể lựa em này. Cổ áo, ở cái phần trên này chúng ta có mũ này. Quý chị chúng ta sử dụng mũ thì có thể là tháo khóa này ra là có thể lấy mũ được rồi. Đó, còn không quý chị để cái cổ cao khoảng 5 phân như này dựa ấm cũng rất là tốt. Mã là A985. Sản phẩm cuối cùng chúng ta sẽ là một con áo khoác gió của nhà Hummel. Đó, bên trên này chúng ta có cái phần tên cũng như là logo thương hiệu này. Ở mặt đằng sau sẽ là có cái dòng chữ như này. Nói chung là hình in cũng không còn được tốt lắm. Hình in được khoảng 8 trên 10 thôi. Mã sẽ là mã A986, chiều dài là 69 và ngang là 59. Quý chị chúng ta khoảng 65-70kg thì có thể lựa cho em này. Chất liệu sẽ là cái chất liệu gió hai lớp rất là dày dặn và đảm bảo mềm mịn, mặc rất là thoải mái, dễ chịu cho mình luôn. Đó, hai lớp này, bên trong sẽ là một cái lớp lót rất là mềm mịn. Quý chị chúng ta ưng con này thì có thể lựa chọn em này. Màu đen rất là đơn giản, phong đặc xuông, dễ mặc dễ dùng. Đây sẽ là sản phẩm cuối cùng. Vâng, cảm ơn quý chị chúng ta đã theo dõi buổi live ngày hôm nay đến những giây phút cuối cùng. Xin được kính chúc quý chị chúng ta luôn dồi dào sức khỏe, may mắn và thành công trong cuộc sống. Và đừng quên là ủng hộ nhà sành Lucy bằng cách nhấn nút đăng ký kênh cũng như là nhấn thêm nút chuông thông báo để khi nhà sành Lucy ra clip mới có thể chủ động gửi đến cho toàn thể quý chị. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý chị ở những phiên live tiếp theo.